Rồi xin chào tất cả anh em ha. Ở đây những cái mẫu kéo mà em giới thiệu mấy lúc mà bán đắt như tôm tươi anh em. Em đặt hàng lâu lắm bây giờ anh em mới có. Em giới thiệu nhanh đến em luôn ha. Bảo đảm cái hàng này hàng chất lượng. Cái form nó giống dòng Sada nha, nhưng không phải Sada nha. Cái dòng Sada nó bốn loại lắm, bốn năm loại lắm. Anh em dễ mua nhầm những cái loại hai là ba lắm, nhưng mà trả tiền lại một anh em. Còn riêng cái mẫu này ha, một loại duy nhất. Nó chỉ có lô lưỡi vàng và lô lưỡi trắng, như đây đây là lưỡi trắng này thấy không? Sắc nét ha, bảo đảm cắt bao ngọt luôn. Thì cái này size 21, giá giao lưu là 180 ngàn ha, em sẽ bao ship cái đơn hàng nào 200 ha. Từ 200 đổ lên em sẽ bao ship ha. Rồi còn cái kéo kéo tỉa. Kéo tỉa này hàng sắc nét bao xài lên em. Đã lắm. Xài đã lắm. Cái kéo tỉa này có hai dạng anh em, một cái loại thì mũi ngắn, một cái loại thì mũi dài. Thì em đảm bảo với các anh em là những mặt hàng này anh em được quyền kiểm tra hàng và test hàng anh em, và bảo đảm là rẻ hơn hàng chợ anh em nha. Đó thì đợt này em có cái mũi dài và mũi ngắn vậy đây, thì anh em lấy thì anh em cứ nói nhá, nhắn em nhắc là lấy mũi dài hay lấy mũi ngắn. Thì dài hay ngắn thì cũng là 80 ngàn một cây nha anh em, 80 ngàn một cây. Thì đợt này cũng đang có khuyến mãi chút chút đó, giảm giá chút chút ha. Đây sắc nét ha, một cây mũi dài hơn nhau 2 phân anh em ha, cái mũi ngắn có cái răng chống trượt anh em, răng chống trượt trên cái lưỡi anh em nha. Đó. Toàn bộ bằng inox ha, cán bằng inox luôn nè, đinh tán bằng inox luôn nha anh em. Đó. Kéo đợt này về giá mềm lắm anh em ơi, 80 ngàn một cây ha. Đó. Ví dụ như trường hợp mà anh em mua một cặp á, thì em sẽ bao ship như anh em, bao một cặp là ví dụ một cặp một cây kéo cắt, một cây kéo tỉa, một cây có tỉa đây ha, một cây có cắt. Thì hai cây này một cặp vậy là em sẽ bớt 10 ngàn nữa ha, là 250, em sẽ bao ship. Một cây kéo cắt 180, cây kéo tỉa là 80, là 260. Tuy nhiên khi anh em lấy một cặp thì em bớt 10 ngàn nữa ha, là 250 thôi, em bao ship. Còn anh em lấy lẻ thì anh em vẫn giá cũ ha, cái kéo cắt là 180, cái kéo tỉa là 80, và phí ship thì cứ đơn hàng nào mà dưới 200 ngàn thì anh em phụ tiền phí ship cho em nha anh em, khoảng chừng 30 ngàn nữa ha. Nói vậy anh em rõ ràng. Đây là cái hàng mà rẻ, bảo đảm rẻ hơn hàng chợ ha. Anh em cứ ở nhà thôi, ở nhà alo là có người mang tới nơi luôn. Rồi tiếp theo nữa là cạp. Đợt này có về cạp xéo hàng loại một, ok đó anh em. Đây răng cỏ em lấy ngẫu nhiên ra này anh em thấy không? Đó, đã. Này size dài 21 nha anh em. Đó, 21, đó, đã. Họng rất là sát nhau ha. Đây. Đó. Rất lạc luôn ha. Size 21, cái này giá là 370 một cây nha. Đó. Cặp này cặp xéo 370 một cây. Còn cặp tròn á cũng có cũng cái dòng này luôn, nhưng mà nó là cặp tròn. Thì là 380 một cây nha anh em. Cặp tròn là 380, cặp xéo là 370 ha. Ngoài ra thì em có dao ghép nè, dao ghép hàng thương hiệu của Nhật luôn. Đợt này cũng là giảm giá một chút chút. Thì đợt này cái dao ghép này là 201 nha anh em, 201 đồng nghĩa việc là em bao ship ha. Bao ship đơn hàng nào trên 200. Thì dao ghép này 201 ha. Này bụi dính nè anh em không, anh em lau phát nó sáng loáng ha. Hàng hàng hiệu nha anh em, hàng thương hiệu của Nhật luôn. Nè Watashi Made in Japan này, bén cắt ngọt như mía lùi luôn đó, đã anh em, bén ghê lắm, cẩn thận đứt tay anh em, bén khủng khiếp lắm. Thép này ghê lắm anh em, càng mài càng bén, mài bên em xài bên tới còn cùi không, càng xài càng bén anh em, càng mài càng bén, ghê gớm lắm. Đó, 240 một cây nha, em bao ship và cầm vô chắc cái tay luôn, cái dao chất lượng cầm vô chắc nụi. Rồi ngoài ra thì em đợt này em có cái cưa Hàn Quốc mà loại 25 phân anh em. Đợt trước thì cái cưa loại này hết anh em dặn 1 tháng này mới có nè,
cửa Hàn Quốc nè, 25 phân nè. Đợt trước có 21 phân, đợt này em dặn cái cửa 25 phân, lúc mà anh em có anh em nào nhắn nha, dặn em á thì anh em gọi lại cho em ha. Đợt này em có cửa 25 phân rồi nha anh em, cửa Hàn Quốc đã luôn, chất lượng luôn, nhìn ưng con mắt liền mà cứ đã lên. Đây là những cái sản phẩm em đã xài nha anh em. Em đã xài em thấy chất lượng mà giá bảo đảm mềm ha, mềm hơn ra hàng chợ nhiều. Anh em cầm ví dụ cái cua này 250, anh em ra ngoài chợ mua gì có không có đâu. Giờ cái cua mà có cái vỏ ở ngoài á, mấy bữa nó rớt cái vỏ là nó không có tiện. Còn cua này này chiều dài 25 phân nha anh em, và giá 250 luôn, 250 và giá là 250 luôn. Anh em thấy không, sắc nét ha, răng cỏ sắc nét sáng loáng luôn. Cái cán màu nổi anh em có để quên ngoài vườn á, anh em tìm nó cũng dễ. Cây cua này 250 ha, đồng nghĩa việc em bao ship. Vậy anh em hợp cả các sản phẩm nào thì anh em gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình nha.